làm được. Và con cá này cũng vào đây này, sinh đâu cần đẩy thôi là thì nó bung tự nhiên đấy. Ở đây là đi đó, là đi đó. Còn khi lên mở cửa xe thì tuyệt đối không được mở hết hành trình cửa xe, mà mở vừa thôi, mở vừa thôi để là mình vừa vào thôi đó. Đấy, thì sau khi lên xe thì hồi nãy cũng có giới thiệu với lại mấy anh chị biết trước rồi đó, là đối với cái xe 4 chỗ thì việc lên cửa xe chỉ cần đưa vào và ngồi vào buồng lái mà thôi nha. Nhưng đối với xe 7 chỗ và xe tải á, hoặc bán tải mà có bàn đạp chân á, thì các anh chị tuyệt đối không được đưa chân phải lên. Nếu đưa chân phải lên á, là không thể vào buồng lái được, mà phải là đưa chân trái lên sau đó đưa chân phải vào buồng lái nha. Rồi việc chỉnh ghế lái này, để ý nha. Đối với xe này là xe số sàn dầm hết hành trình côn này, như thế này là ngồi hơi sát quá nha. Nên là các anh chị ở dưới này nó có cái điều chỉnh này, cầm vào vị trí cao nhất của vô lăng này nha. Đưa cái ghế ra sau một chút xí nha, anh chị cái dòng đó như này là vừa, vẫn đang còn cái độ trung rồi. Đối với cái lưng như này á thì lại sát quá đấy nhá, ngồi như thế này không thể bẻ được, nên là việc chỉnh lưng ở sau này các anh chị để ấy này, chỉnh rồi đưa đó sao cho ngồi như này đó. Bây giờ là ok được chưa? Thì cái vị trí ngồi này thì rất là thoải mái, để rồi các em mà ngồi sao cho nó thoải mái thì trong quá trình tham gia hoặc là vận hành xe thì nó không bị mỏi này, không bị là gò bó, để rồi ta linh hoạt bẻ được cái vô lăng à, bẻ được cái vô lăng. Đó là cái cách chỉnh ghế, cách ngồi xế. Rồi đối với cái xe này là xe số sàn, thì bây giờ thần sẽ giới thiệu cho anh chị khó hơn một chút xí đối với xe số tự động. Xe số sàn nó có sơ đồ số. Hôm trước những đồng chí nào mà đi học lý thuyết rồi á thì có cái giáo